Phân luồng học sinh sau trung học cơ sở là giải pháp nhằm hướng nghiệp cho học sinh, phát triển giáo dục nghề nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực. Những năm qua, công tác tuyên truyền hướng nghiệp cho học sinh cuối cấp trung học cơ sở được ngành giáo dục, các trường học quan tâm và triển khai bằng nhiều giải pháp. Một buổi trò chuyện dưới cờ để tư vấn định hướng nghề nghiệp cho học sinh lớp 9 trường trung học cơ sở Lê Thị Hồng Gấm, quận Thanh Khê. Tại đây, học sinh đã được nghe chia sẻ về những ngã rẽ sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, những con đường mình có thể chọn sao cho phù hợp nhất với năng lực và sở thích của bản thân. Ở độ tuổi lớp 9 này thì chúng em không biết chọn những cái ngành nghề nào có thể phù hợp với tương lai của bản thân mình, và buổi hướng nghiệp sau hôm nay chúng em có thể tiếp cận được những cái đặc trưng của từng nghề và cách chọn những cái nghề đó. Trên địa bàn thành phố hiện có 18 trường cao đẳng, 6 trường trung cấp, 12 trung tâm giáo dục nghề nghiệp và 27 cơ sở có đăng ký hoạt động giáo dục dạy nghề, với tổng quy mô tuyển sinh hơn 60.000 học sinh sinh viên. Bên cạnh việc quan tâm đến công tác phân luồng hướng nghiệp cho học sinh, các trường học cũng luôn chú trọng đến việc tuyên truyền đối với phụ huynh. Thông qua các buổi họp phụ huynh đầu năm, giữa năm, rồi vừa rồi là giữa kỳ xong thì nhà trường cũng vẫn tổ chức một cái buổi họp phụ huynh đối với cha mẹ học sinh. Rồi sau đó là nhà trường gửi các cái thông tin của các cái trường nghề, các cái trường trung cấp đấy để cho phụ huynh người ta tìm hiểu và người ta sẽ có cái định hướng hỗ trợ cho các em chọn được những ngành nghề phù hợp. Thời gian qua, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cũng đã xuống tận các trường học để giới thiệu tư vấn. Sự thay đổi nhận thức của phụ huynh học sinh về học nghề tuy còn chưa thực sự sâu sắc nhưng đã có nhiều chuyển biến so với trước đây. Trong những năm qua thì cái việc nhận thức về cái phân luồng trong từ trung học cơ sở đi học nghề là đã có nhiều cái sự thay đổi, mà bằng chứng là trong những năm qua thì cái việc mà tuyển sinh của phân luồng trung học cơ sở để đi học nghề của nhà trường có một số liên tục tăng, và trong thì từ đó nó thể hiện là cái sự quan tâm của các trường trung học cơ sở, các phòng giáo dục quận huyện cũng như là các phụ huynh cũng đã có một cái tâm lý thay đổi. Theo đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2019-2025 của Ủy ban Nhân dân thành phố, đến năm 2025 phấn đấu ít nhất 30% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ chứng chỉ nghề sơ cấp, trung cấp. Để thực hiện được mục tiêu này, đòi hỏi những giải pháp phân luồng hướng nghiệp cho học sinh trung học cơ sở phải được thực hiện xuyên suốt, tránh hình thức, qua đó tạo sự chuyển biến tích cực trong việc điều chỉnh cơ cấu lao động và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.